It was out of the blue, and an outward story began. Well, hành năm một hai on calendar story in reply loop 22 giờ nhắn vui xong nghĩ là thế thôi không nói chuyện nữa đâu nhưng mà ai ngờ Holly Molly em đã sai và sao mà anh đã dài may là anh đẹp trai nên em vẫn ngồi nghe có mấy lúc chẳng hiểu vẫn ra vỡ cười cho anh đỡ quê chẳng biết phải làm sao đây mình xa cách nhau cả hàng trăm cây cả là anh phũ phàng không mang tới em anh lại duyên vậy là chết em rồi flirt 3-5 câu anh nói ra biết thật yêu nhưng vẫn may sao kỳ quá ta why you come into my life mess it up and stuck in my mind no long distance can we keep in touch hear it mặc rất là xinh cho anh hỏi không biết anh có thể bún riêu cua được em hôm nay không tên anh nghĩa là vua nên tình anh rất là khẳng khái profile đẹp trai không hai Hoàng Mai Hà Nội not side anh gọi em là công chúa Miss Sai lần đầu nhìn thấy em không thể lẫn được ai em đến từ nơi mà đồ ngu còn gọi là chúc chu nơi mà bay của trai Hà Nội không thể nào mà vang cả khu ừ anh biết game này nó không dễ người muốn em nhiều vô kể nhưng vẫn cứ là ok mấy cần trò để cliché nhìn giống mấy con béc dê chúng nó quỳ hết xuống khi anh bảo là im đê mấy thằng em anh bảo đây là nước đi sai but how I can survive and again the way you smile anh có thể trở về nhà với ba vết son ở trên cổ nên hãy nói cho anh nghe là bao giờ thì em đổ hai ngày em không tắm anh nhìn vào chỉ muốn yêu ấy hình như chỗ anh bảo trai Hà Nội văn vở hay thở ra thơ nhưng em đâu phải nên tơ nên anh như này em cũng không sợ nhá giọng em ngọt như nước phở thìn anh nghe tả lan ra chết bé